Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về Tử Vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 1 âm lịch năm 2023 này. Bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, được ơn trên che chở, ăn lộc thần tài, làm ăn thu lộc lớn, tiền nhét chật kép, giàu có nứt vách, và những khó khăn vận hạn như thế nào. Quý vị tín chủ thân mến, trong vòng hơn 2 năm vừa qua, khi chủng virus corona lây lan, khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn và đầy những biến động, lo toan, vất vả, liệu rằng có cơ may nào đột nhiên xuất hiện cứu vớt nhân loại, thoát khỏi bi kịch kinh hoàng này. Chính vì lý do này nên các nhà chiêm tinh học, các nhà tử vi đã theo dõi sự dịch chuyển của các chòm sao và đưa ra luận giải cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây. Quý tín chủ thân mến, Giáp Thìn là con giáp được dự báo trong tháng 1 âm lịch tới đây sẽ được bề trên bảo vệ, sẽ thoát được những tai ương, vậy cần phải làm gì để đón nhận vận may và tránh xa vận hạn? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngay sau đây. Người sinh vào năm 1964 là tuổi giáp Thìn hay cầm tinh con rồng trong 12 con giáp. Nhìn chung người sinh năm giáp Thìn thường có khả năng ngoại giao tốt là những người nóng nảy và nhiệt tình, họ thường có nhiều tham vọng, thích coi mình là trung tâm và có yêu cầu cao trong đời sống cũng như công việc, rất muốn nhận được sự tôn trọng từ người khác, người tuổi giáp Thìn cứng cỏi và mạnh mẽ, họ thường lý trí và không thích để tình cảm chi phối. Một năm cũ đi qua, một năm mới sắp đến, ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có một năm mới thật thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc và hơn hết là mong muốn một tháng đầu năm xuân sẻ. Vậy tháng 1 âm lịch tới đây của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 diễn ra thế nào, sau đây chương trình xin gửi tới quý vị về tổng quan tử vi tháng 1 năm 2023 cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2023, tuổi giáp thìn được đánh giá là con giáp có khá nhiều biến động, nhiều thách thức nhưng cũng rất năng động, tuổi giáp thìn gặp hung vận lớn, nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Do ảnh hưởng của đồng thời hại thái tuế, và tam tai, nên con giáp này gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang. Tháng 1 năm 2023 có thể là thời điểm hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi giáp thì làm gì cũng cần hết sức chú ý, đây cũng là thời điểm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức, vận khí xa sút sẽ khiến tài khí của bản mệnh hao hụt không ít. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang, đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng, chi tiêu chú trọng tiết kiệm. Tâm trạng xa sút trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh, bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Về sự nghiệp, vận trình của tuổi giáp thìn trong tháng đầu tiên của năm quý mão, cặp hung vận gia tăng ảnh hưởng, do con giáp này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế, và hạn tam tai, tháng 1 năm 2023 khó khăn, áp lực, thách thức, là tất cả những gì mà người cầm tinh con rồng không thể tránh được. Đây là tháng hầu hết các kế hoạch cũ, mới, của giáp thìn đều vấp phải cản trở nhất định, mà nguyên nhân tới từ cả khách quan, lẫn chủ quan, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang, điều này cũng đặt ra thử thách cho sự kiên trì, và ứng biến linh hoạt của con giáp này. Tháng 1 âm lịch năm 2023, có thể là tháng hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi giáp thìn được khuyên làm gì cũng cần hết sức chú ý, mọi việc nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau, tốt nhất là nên chịu khó học hỏi, để tăng cường thực lực bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì tháng này có thể khiến bạn phải thất vọng, vận khí thăng trầm bất ổn, khiến tuổi giáp thì muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài. Nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy, cục diện tương hại cũng khiến con giáp này dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức trong tháng có hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình trong hung tảng cát trước xấu sau tốt chủ về công danh là ấn quan và thiếu dương xuất hiện sẽ giúp gia tăng phúc thọ cứu giải nan nguy cho giáp thìn vào đúng lúc chỉ cần bạn có nỗ lực thật sự chọn cách đương đầu đón nhận quyết tâm thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng về phương diện tài lộc phương diện tài lộc tuổi giáp thìn được dự đoán có một tháng tài chính bấp bênh thu chi mất cân đối lợi nhuận dễ xa suốt hung vận từ hại thái tuế và tam tai sẽ khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn trong làm ăn kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng tiểu nhân vây hãm các chiêu trò cạnh tranh chơi xấu từ đối thủ trong tháng sẽ tăng lên bản mệnh nên hết sức chú ý con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc nên suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư tránh tiền mất tật mang đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời con giáp này đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt thậm chí là phải trả một cái giá không nhỏ Do đó, trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn, làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy, bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí, sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp về đồng tiền. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm tuổi giáp thì liên tục chịu áp lực về tài chính, hào tốn tiền của, phá tài vân vân. Nhưng một khi đã vượt qua, con giáp này vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối, bằng chính khả năng của mình, và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy nên, đừng chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Về tình duyên. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 nhận định rằng, tháng đầu tiên của năm quý mão, vận hạn bổ vây, khiến đường tình duyên của tuổi giáp thìn chịu nhiều tác động bất lợi, dù trong tháng vẫn có đào hoa chiếu mệnh, được sao bách Việt chủ nhân duyên nhập cục, cát tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của tuổi giáp thìn. Nhưng người đã có gia đình lại càng cần cảnh giác rất dễ bị cám dỗ mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, cảm xúc thất thường cũng khiến con giáp này có cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi, vân vân. Một khi không thể làm chủ cảm xúc, tuổi giáp thìn dễ nóng vội, đưa ra quyết định sai lầm. Về sức khỏe, tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy. Về sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện hại thái tuế, làm cho tinh thần bị tác động mạnh là nguyên nhân chính khiến sức đề kháng giảm sút, tăng nguy cơ bệnh tật ốm đau. Trong tháng 1 có nhiều việc phải lo toan, suy nghĩ trục trặc trong cả công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh, bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh hơn nữa tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tính khí của bạn, bản mệnh nên suy nghĩ thoáng, mọi chuyện dành thời gian thư giãn tinh thần để điều hòa khí huyết. Sau đây là một số điều tuổi giáp thìn cần chú ý trong tháng 1 âm lịch. Khẩu quyết: Đề phòng kẻ tiểu nhân, cố gắng tránh xa những thị phi, mâu thuẫn. Quý nhân tuổi thìn hợi, tiểu nhân tuổi tí, mùi. Màu sắc may mắn, màu vàng, hồng. Và phần luận giải cuối cùng trong video ngày hôm nay là Ba việc ngoài ý muốn khiến tuổi 60 phải cúi đầu bất lực quý tín chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 cần biết sớm để sống an yên, khỏe mạnh và hưng vượng. Qua tuổi 60, chính thức bước sang giai đoạn lão niên, con người có thể bình thản hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bỏ lại những lo toan những gánh vác, những lý tưởng hoài bão của thời tuổi trẻ ở phía sau. Thế nhưng nhân sinh vô thường, trong cuộc sống khó tránh được một số chuyện ngoài ý muốn, khiến con người cảm thấy bế tắc bất lực và đau khổ dưới đây là ba việc sẽ khiến chúng ta cảm thấy bất hạnh nhất nếu không may gặp phải ở tuổi xế chiều thứ nhất đó là bệnh tật trong cuộc đời mỗi con người không có thứ gì quan trọng hơn việc sống khỏe sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người cho dù có bao nhiêu tiền của nhưng nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì vì thế sức khỏe của bản thân cần chăm sóc thật tốt không chăm sóc sức khỏe qua tuổi 60, con người chúng ta có nguy cơ phải đối diện với sự đau đớn của bệnh tật, không chỉ bản thân chịu khổ mà người nhà cũng bị liên đới, mệt mỏi theo tình trạng đó nếu kéo dài quá lâu, sẽ khiến những người khác chán ngán, bỏ mặc, ngay cả con cái cũng tìm cách né tránh, đến lúc đó chúng ta có than thở oán trách cũng chẳng ích gì. Bởi thế chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân chính là cách giúp chúng ta làm mình vui và cũng là giúp người thân làm cho họ vui. Thứ hai là không còn bạn đời bên cạnh về già là lúc mà mỗi người đều mong có người bầu bạn việc có đôi có lứa ở tuổi xế chiều cùng trải qua một cuộc sống êm đềm bình dị thực sự là niềm mơ ước của nhiều người không may mất đi bạn đời ở tuổi này con người mới cảm nhận thấy rõ nhất sự cô đơn không còn người bầu bạn không có người tham gia không có người để lo lắng quan tâm cuộc sống trở nên cô độc biết nhường nào khi con người qua tuổi 60, có con đàn cháu đống nhưng vẫn không không thể nào có thể thay thế được vai trò của một người bạn đời, người ấy có thể lúc nắng, lúc mưa, nhưng lại là người hiểu mình nhất, quan tâm và gần gũi mình nhất trong cuộc đời này, chính bởi thế khi còn sống cạnh nhau, nhất định phải quý mến trân trọng nhau, nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Thứ ba là con cái bất hiếu vì con cái người làm cha mẹ đã mất hơn nửa đời người phải sống trong hy sinh vất vả bước vào tuổi lão niên về mặt tình cảm người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái quan tâm đến mình dành cho mình sự quan tâm hỏi han ân cần tử tế nhưng trên thực tế không phải bất cứ người làm con nào cũng cư xử hữu lễ đúng mực với cha mẹ của mình con người khi bước qua tuổi 60 có lẽ bi kịch lớn nhất khiến họ cảm thấy bị tổn thương chính là việc con cái bất hiếu, đặc biệt là những người con không biết yêu thương và không biết chủ, ngay cả khi cha mẹ đã già, họ vẫn không ngừng việc đào khoét ăn bám, thậm chí bắt xong thân phải gánh nợ cho mình. Con người chúng ta khi đã bước qua tuổi 60, sắp đến bên kia của cuộc đời, có lẽ cũng nên buông tay để con cái tự lo cho cuộc đời của chúng, đặc biệt là những đứa con bất hiếu, những đứa con không biết vươn lên, tốt nhất không nên dễ dãi để lại tất cả mọi thứ mình có cho chúng, để rồi bản thân phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ. Khi không có con cái để làm điểm tựa, những ông lão, bà lão ngoài 60 chỉ còn biết dựa vào chính mình mà thôi, vì thế ngay từ bây giờ quý cô bác hãy lên kế hoạch cho phần đời còn lại, thời gian còn lại không quá nhiều, hãy sống thật tốt những năm tháng tuổi già để khi đến cuối con đường, chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị luôn may mắn, bình an và bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý. Nếu quý vị yêu thích video này của chúng tôi, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video miễn phí đến từ ban biên tập chương trình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.